Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: Ngươi hãy trỗi dậy, khá đối nại cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi. Hỡi các núi và các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài và Ngài sẽ đối nại với Israel. Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi và đã sai Môi-se, A-rôn, Miriam đến trước mặt ngươi. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lát là vua Mô-áp đã mưu và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng nó và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Ginh-ganh hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành này: Người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy mà biết là ai đã định. Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của báo gian ác và lường non đáng gớm ghiếc sao? Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tin sạch? Vì những kẻ giàu của thành này đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ. Vậy nên ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng, và khiến ngươi hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. Ngươi sẽ ăn, song không được no đâu, sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ chuyên của ngươi, song không cứu được. Còn cái gì ngươi cứu được thì ta sẽ phó nó cho gươm. Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt, sẽ ép olive nhưng không được sức dầu, sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. Vì người ta còn giữ những lệ luật của Omri và cả việc làm của nhà Ahab. Các ngươi bước đi trong mưu chúng nó, hầu cho ta khiến ngươi trở nên hoang vu. Dân cư nó sẽ bị xuyệt và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta. Chương 7. Khốn nạn cho ta, vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn. Trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao, cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất, không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu, ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ, quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn giữ của lòng mình. Vậy thì cùng nhau đang dệt. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuông, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi đã đến rồi. Nay chúng nó sẽ bối rối. Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình. Hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người đàn bà ngủ trong lòng ngươi. Vì con trai sỉ nhục cha, con gái dấy lên nghịch cùng mẹ, dâu nghịch cùng bà gia, và kẻ thù nghịch của người, tức là người nhà mình. Nhưng ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta. Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã sẽ lại dậy,
dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Ta chịu lấy sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài. Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng: chớ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu? Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó. Nay nó sẽ bị giày đạp như buồn ngoài đường. Ngày đến là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp. Trong ngày đó luật định sẽ bị dời xa. Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi từ Assyri và từ các thành Egypto, từ Egypto cho đến sông cái, từ biển này cho đến biển kia, từ núi này cho đến núi khác. Nhưng đất này sẽ trở nên hoang vu vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó. Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạc-mên. Hãy cho nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át như trong những ngày xưa. Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Các nước thấy sự đó sẽ bị xấu hổ về cả sức mạnh mình. Chúng nó sẽ đặt tay trên miệng và tai chúng nó sẽ điếc. Chúng nó sẽ liếm bụi như con rắn và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất, sẽ kinh hãi mà đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta và vì Ngài mà khiếp sợ. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Chương 13. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuộc cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với?
nước ấy giống như một hột cải. Người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng, ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu trải qua các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. Có người thưa Ngài rằng, lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng, hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng, lạy Chúa xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng, ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Gia-cốp cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy, có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng, thầy nên bỏ chỗ này mà đi vì vua Herod muốn giết thầy. Ngài đáp rằng, hãy đi nói với con chuồn cáo ấy rằng, ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng, trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Hai bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn Ngài phán cùng họ rằng, nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này. Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng, khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng, phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng,
hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình, xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng, tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng, tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi 1 muôn lính có thể địch nổi vua kia đem 2 muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chương 15. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên? Nếu mất 1 con, mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho 1 kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc mất 1 đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho 1 kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho 2 con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho 1 người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho nó, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.
Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng: Này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Thi Thiên 121. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.